Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo báo Khmer Times của Campuchia, ngày 16 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu các lực lượng vũ trang của nước này ở khu vực ven biên giới Việt Nam-Campuchia kiểm tra kỹ lưỡng các làng mạc. Lệnh của nhà lãnh đạo Campuchia nhằm phát hiện các đối tượng tình nghi liên quan đến vụ tấn công trụ sở hai xã ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam lẫn trốn sang Campuchia. Thủ tướng Campuchia lo ngại về việc những người đứng sau vụ tấn công đang lẫn trốn tại nước này. Ông Hun Sen cho biết, tôi lo rằng những người này đang trà trộn vào người dân. Ông đồng tình nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng Campuchia phải bắt giữ những đối tượng có thể đã trốn sang được và bàn giao cho chính quyền Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng yêu cầu cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và các tổ chức quốc tế cảnh giác với những nghi phạm này và không hỗ trợ họ. Thủ tướng Hun Sen khẳng định chính quyền Campuchia đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam truy bắt các đối tượng liên quan ngay sau khi vụ việc trên xảy ra. Chiều 16 tháng 6, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn, trưởng công an huyện Krông Búc, huyện Đắk Lắk xác nhận, đến thời điểm này đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú. Những đối tượng ra đầu thú có tuổi đời rất trẻ, thậm chí có đối tượng sinh năm 2000 và hầu hết đều cư trú tại xã Cơ Bên. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan, song song với đó là tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, trưởng công an huyện Krông Búc nói. Trước đó vào rạng sáng 11 tháng 6, một nhóm người dùng súng, bơm xăng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Quynh, làm 4 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân bị thiệt mạng. Vụ tấn công còn làm 2 chiến sĩ công an bị trọng thương. Ngay sau đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng. Đến chiều 16 tháng 6, đã có hơn 50 đối tượng gây ra vụ việc bị bắt giữ. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bàn giao 3 người cho chính quyền xã Hòa Hiệp, huyện Cư Quynh để bàn giao lại cho gia đình. 3 người đã bị nhóm đối tượng tấn công vào 2 trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Quynh vào rạng sáng 11 tháng 6, bắt làm con tin. Những người được bàn giao cho gia đình gồm Y Dương Brong, sinh năm 2005, Điểu Nguyên, sinh năm 1991 và Y Dũng Brong, sinh năm 2004, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Theo một lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Katu trên đường rút chạy, các đối tượng này đã xông vào lán trại công nhân tại một công trình gần trụ sở xã Ea Katu rồi dùng súng đe dọa, uy hiếp và bắt 3 người này làm con tin. Sau đó, nhóm này đập phá điện thoại và yêu cầu cả 3 con tin điều khiển xe gắn máy đi theo chúng. Đến chiều ngày 11 tháng 6, 2 trong số 3 con tin này đã được lực lượng công an giải cứu. Tối 14 tháng 6, con tin thứ 3 cũng được lực lượng công an giải cứu an toàn. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, sau khi xác minh nhân thân lai lịch của nhóm người bị bắt cóc, công an tỉnh đã trao trả số người này cho chính quyền địa phương để bàn giao cho gia đình. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, với tinh thần quyết liệt tấn công truy bắt bằng được các đối tượng, đến nay lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Hiện toàn bộ các đối tượng cầm đầu trong vụ việc này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu được nhiều vũ khí, giải cứu tuyệt đối an toàn 3 con tin. Đồng thời cho biết, qua khai thác ban đầu, số đối tượng bị bắt giữ phần nhiều là đối tượng trẻ, thực hiện hành vi do bị xúi dục, kích động qua không gian mạng và bị kích động chia rẽ giữa người Kinh và người dân tộc thiểu số. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 16 tháng 6. Tại hội nghị, thông tin nhanh về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11 tháng 6 vừa qua, trên địa bàn huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc có 2 nhóm đối tượng có vũ khí đột nhập tấn công trụ sở công an hai xã Ea Katu và Ea Tiêu. Hậu quả là 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm 4 đồng chí công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân. 2 cán bộ công an xã bị thương, cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin. Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng. Cùng với đó, khẩn trương thực hiện chế độ chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình các đồng chí hy sinh, bị thương, thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, người dân bị nạn. Về phương hướng, biện pháp trong thời gian tới, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ tiếp tục truy bắt hết số đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.
tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng theo đúng quy định, chỉ đạo rà soát toàn bộ phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, nắm chắc tình hình và tham mưu cấp ủy, chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, loại trừ yếu tố tiềm ẩn phức tạp, phát sinh từ sớm, từ xa. Bộ Công an đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh Tây Nguyên và phụ cận đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận, nắm dân, gần dân, sát dân, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn bức xúc trong nội bộ nhân dân để giải quyết từ sớm, từ gốc và nâng cao cảnh giác của quần chúng nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch phản động, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức nêu rõ, nếu không có đồng bào nhân dân tỉnh Đắk Lắk ủng hộ, thì không thể trong một thời gian rất ngắn, lực lượng công an đã truy bắt được toàn bộ số đối tượng cầm đầu và hầu hết các đối tượng tham gia trực tiếp vụ việc. Trong quá trình truy bắt cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, người dân. Cho đến ngày hôm nay, trên địa bàn huyện Cư Quyên và đặc biệt trên địa bàn hai xã, cuộc sống đã trở lại bình thường, trở lại cuộc sống thanh bình vốn có. Để kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết, truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt, tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng theo đúng quy định, triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh trật tự. Chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh. Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác, giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng, hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn. Đối với trường hợp tiếp tục lẩn trốn, phạm tội mới, khi bắt được sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Đây là cơ hội tốt nhất để cho người làm lỗi làm lại cuộc đời, sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Vì bình yên cuộc sống và sum họp của mỗi nhà, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi những ai có lỗi, đang lẩn trốn sớm ra đầu thú. Đồng bào nhân dân toàn huyện đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ bảo mật thông tin, bảo vệ thân nhân, gia đình người đầu thú, người cung cấp thông tin. Địa chỉ liên hệ đầu thú bao gồm công an các huyện Cư Quyên, công an huyện Krông Búc, địa chỉ thôn Nam Tân, xã Chư Cơ Bo, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Số điện thoại 0262 350 5989 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!